Thưa quý vị và các bạn, trong chương trình lần trước, chúng ta đã có dịp gặp gỡ với bác sĩ Hồ Trường Bảo Long, Phó trưởng khoa Nội Bệnh viện Đa khoa Lâm Đồng để tìm hiểu về nguyên nhân, cách điều trị cũng như cách phòng bệnh tiểu đường. Và trong chương trình hôm nay, chúng ta sẽ cùng đến với những giải đáp xoay quanh những thắc mắc của khán giả. Thưa bác sĩ có thể giải đáp thắc mắc rằng có người hỏi rằng là có phải bệnh tiểu đường là hễ có lượng đường trong máu là bệnh tiểu đường hay không? Và khi nào thì cần phải điều trị bệnh tiểu đường ạ? Xin chào chị Hằng Hòa. Xin chào quý vị khán thính giả xem đài. Không phải là trường hợp nào có đường trong nước tiểu thì cũng gọi là tiểu đường. Tại vì bình thường á, cái ngưỡng thận đối với đường nó sẽ là 10 mmol trên lít, hay là gọi là 180, tương đương 180 mg/100. Thì nếu mà lượng đường trong máu vượt qua cái ngưỡng này thì thận nó không giữ được đường trong 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 máu nữa, mà nó thải ra ngoài. Có nghĩa là đường nó sẽ thoát qua thận và ra ngoài nước tiểu. Thì khi đó xuất hiện đường trong nước tiểu. Nhưng mà một số trường hợp là nếu mà điều trị không tốt, khi mà mình điều trị không tốt mà lượng đường máu lúc nào nó cũng trên 180, có nghĩa là trên 10 mmol trên lít, tức là dân gian mình hay gọi là 10 chấm cho nó dễ nhớ. Thì đường mà trên 10 chấm như vậy là nó thoát ra ngoài nước tiểu, và từ đó nó rất dễ gây những tình trạng nhiễm trùng, tại vì lượng đường trong nước tiểu nó cao. Thì có một số ít người cái ngưỡng đường của thận á là nó thấp hơn 140, thậm chí nó dưới 120. Tức là khi mà đường ngang mức trên 120 trở lên là có thể xuất hiện trong nước tiểu được rồi. Nhưng mà trong những trường hợp đó mình không được gọi là bệnh nhân đái tháo đường, tại vì không đủ tiêu chuẩn để mà chẩn đoán. Tại vì Tổ chức Y tế Thế giới đã quy định là nó có một cái mức nhất định, đó là đường huyết đói buổi sáng là 126 mg/100. Nếu trên cái đó thì mới được gọi là chẩn đoán là đái tháo đường. Mà dưới 120 thì không thể gọi là bệnh nhân đái tháo đường được, mặc dù là nước tiểu của họ là có đường. Thì trong thực tế lâm sàng là mình đã từng gặp một bệnh nhân mà bị viêm bàng quang á, nhiễm trùng đường tiểu dai dẳng, chữa cả năm trời không hết, qua rất là nhiều đợt kháng sinh. Thì khi mà mình làm xét nghiệm á, mình mới phát hiện được là cái đường máu lúc đói, ngay cả đường máu lúc no, tức là đường máu sau ăn của cô này á, là lúc nào nó cũng chỉ quanh quẩn là dưới 110 mg/100, nhưng mà đường trong nước tiểu thì lúc nào cũng có hết. Thì đó là cái nguyên nhân mà nó gây ra cái nhiễm trùng đường tiểu dai dẳng, chữa không hết. Tại vì bình thường lúc nào nó cũng thường trực có đường trong nước tiểu của cô này hết cả, mặc dù cổ là không có thể gọi là bệnh nhân đái tháo đường được. Vâng, còn khi nào thì cần phải điều trị vậy bác sĩ? Chương trình trước á, mình cũng đã từng nói đó là tình trạng mà biến chứng của đái tháo đường như vậy là rất là nhiều và nguy hiểm. Thì như vậy khi mà mình phát hiện được là mình bị đái tháo đường thì cần phải điều trị ngay. Tại vì chỉ cần một ngày mình chậm trễ điều trị, có nghĩa là mình đã làm một ngày là gia tăng cái nguy cơ bị các biến chứng cấp tính và mãn tính. Vâng, vậy còn những cái loại thuốc mà để điều trị bệnh tiểu đường thì có ảnh hưởng gì đến những cơ quan khác trong cơ thể không thưa bác sĩ? Theo cái nguyên tắc thì bất cứ cái thuốc gì, không riêng gì thuốc trong lĩnh vực điều trị đái tháo đường, mà các cái thuốc điều trị cho các cái bệnh lý khác cũng thế, không ít thì nhiều, thì đều có ảnh hưởng một cách nhất định đến các cái cơ quan, hệ thống trong cơ thể. Tuy nhiên, người ta sẽ xem xét cái lợi ích và cái lợi hại của thuốc. Ví dụ như lợi thì nhiều mà hại thì rất ít. Chẳng hạn, đối với những cái thuốc này á, thì cái hại nó là gì? Chẳng qua chỉ là một số cái tác dụng phụ, ví dụ như là mỏi cơ, ngứa, nổi mề đay, tiêu chảy, rồi váng đầu, chóng mặt. Thì những cái tác dụng phụ này có thể nó sẽ hết đi khi mà ngừng thuốc, thì mình có thể thay đổi thuốc khác chẳng hạn. Nhưng mà trước khi đưa ra thị trường để mà tiêu thụ thì bất cứ một thuốc nào cũng đều trải qua những cái quy trình kiểm soát, kiểm tra chất lượng hết sức nghiêm ngặt và được thử nghiệm nhiều lần trên những sinh vật hoặc là ngay cả trên người, rồi mới được cấp giấy để mà sản xuất, để đưa ra thị trường để đến tay người dùng. Nhưng cái điều quan trọng nhất á, theo tôi thì không phải
là về mình sợ ảnh hưởng đến cái chỗ cơ quan nào của cơ thể, mà điều quan trọng nhất đó là chính người bác sĩ là gây ra cho bệnh nhân. Khi mình canh cái liều, mình điều chỉnh liều nó không thích hợp mà mình trực tiếp mình làm cho bệnh nhân bị hạ đường huyết chẳng hạn, thì khi bệnh nhân bị hôn mê hạ đường huyết thì mà chưa có cấp cứu kịp thời thì có thể ảnh hưởng tới bệnh nhân, lúc đó là nguyên một con người bệnh nhân nữa chứ không còn tính là một cơ quan nào nữa, bệnh nhân có thể mất mạng luôn, có thể là tử vong, rất nguy hiểm. Vâng, thưa bác sĩ, tiểu đường tiếp 1 thì khác với tiểu đường tiếp 2 như thế nào, và có khi nào mà tiểu đường tiếp 2 lại chuyển sang tiểu đường tiếp 1 và ngược lại hay không? Thưa chị à, cái đái tháo đường thể 1 á, thì nó thường gặp ở bệnh nhân trẻ tuổi. Thường trước đây là người ta nói cái độ tuổi của đái tháo đường thể 1 là dưới 30. Tới bây giờ nó cũng có giá trị như thế. Thì thường trẻ dưới 30 tuổi này, triệu chứng thì rầm rộ. Đó, và bệnh nhân gầy sút cân rất là mau. Và trong cái trường hợp mà hôn mê thì bệnh nhân sẽ hôn mê nhiễm toan xê tôn. Thì đó là một cái vấn đề bệnh lý chuyển hóa nó cũng phức tạp, không có mình không có tiện để mình giải thích sâu. Còn đối với những cái bệnh nhân mà đái tháo đường thể 2 á, thì tại vì nó liên quan đến vấn đề đề kháng insulin và thiếu hụt insulin cho nên nó cần phải có một cái quá trình, một thời gian dài. Như vậy thì bệnh nhân sẽ là bệnh nhân lớn tuổi này, vì những triệu chứng nó xuất hiện chậm muộn, và đặc biệt á, là bệnh nhân có thể kết hợp với tình trạng thừa cân béo phì, là chính tình trạng thừa cân béo phì là gia tăng cái sự đề kháng insulin mà. Và nhưng mà đối với một số trường hợp bệnh nhân đái tháo đường thể 2 mà phát hiện quá muộn thì các triệu chứng nó vẫn rầm rộ, sút cân rất là mau. Về cái vấn đề mà đái tháo đường thể 1 có chuyển qua đái tháo đường thể 2 không thì do bản chất của hai cái đái tháo đường này là khác nhau. Đái tháo đường thể 2 không thể nào chuyển thành đái tháo đường thể 1 được. Tuy nhiên, ở một số bệnh nhân đái tháo đường thể 1 sau một thời gian á thì tuyến tụy nó có thể được phục hồi và nó sản xuất lại insulin như cũ, và bệnh nhân hoàn toàn thoát khỏi bệnh tiểu đường một cách rất là ngoạn mục. Hiện tại mình cũng có những bệnh nhân như thế. Và khi đó là bệnh nhân sẽ là hết bệnh và mình không còn gọi là bệnh nhân đái tháo đường nữa. Thì đối với những bệnh nhân này, nếu mà trong quá trình sống, sinh hoạt, nếu ăn uống không đúng cách, vẫn dư thừa năng lượng, vẫn dùng nhiều đồ ngọt kéo dài, dư thừa năng lượng kéo dài để làm gia tăng, tức là tính chính họ làm gia tăng cái sự đề kháng insulin của họ lên, thì lâu ngày họ sẽ chuyển thành đái tháo đường thể 2. Có nghĩa trong trường hợp này là trước đây họ thể 1, giờ họ thành thể 2. Nhưng mà đương nhiên đây là chỉ là một số ít rất trường hợp hiếm, rất hiếm. Vâng, có khi nào mà đái tháo đường thể 2 phát triển, tại sao nó lại phát triển như vậy ạ? Cách đây 10 năm thì cái tỷ lệ đái tháo đường của Việt Nam, đặc biệt ở các cái thành phố lớn đó là Hà Nội, Hải Phòng, Thành phố Hồ Chí Minh, Đà Nẵng, thì tỷ lệ nó khoảng xung quanh khoảng chừng 4%, trên 4% một tí. Nhưng mà cho tới thời điểm hiện tại, tức là sau 10 năm thì cái tỷ lệ đó đã là trên 7%. Thì Việt Nam mình là nước đang phát triển. Hiện tại các cái nước đang phát triển và các nước đã phát triển thì nó quá sức rồi. Còn đối với những người dân mà ở nước đang phát triển thì thật sự bây giờ cái vấn đề nghèo túng giống như hồi xưa thì hầu như không còn nữa. Thì bệnh nhân thông thường người ta có cái xu hướng là ăn nhiều hơn, ăn thừa mứa năng lượng, tức là khi không cần cũng ăn. Thừa mứa năng lượng kéo dài thì nó sẽ gia tăng cái tình trạng đề kháng insulin và dẫn đến thành đái tháo đường thể 2. Một số trường hợp thì liên quan đến do cái càng đời sống càng ngày càng nâng cao, công việc làm thì càng nhiều hơn, thì gia tăng stress, mà cái stress á, thì nó lại sản xuất ra các cái hormone, mà các cái hormone đó là chính là hormone huy động đường vào trong máu, từ đó làm gia tăng cái đường trong máu dữ dội hơn trước nữa. Thì rất là nhiều cái nguyên nhân như thế. Thêm một cái nguyên nhân nữa đó là cái xã hội mà càng phát triển thì có vẻ như là cái lối sống người ta càng sống thụ động, ít có vận động. Đó. Thì một cái lối sống thụ động, ít vận động và thừa cân béo phì như vậy thì lại càng gia tăng cái tình trạng đề kháng insulin và dẫn đến cái tiểu đường thể 2. Vâng, thưa bác sĩ, còn đối với phụ nữ thì
chu kỳ kinh nguyệt của họ có ảnh hưởng gì đến lượng đường huyết trong máu khi họ bị mắc bệnh tiểu đường hay không? Thì đối với phụ nữ mà bị đái tháo đường á, thì rõ ràng, rất rõ ràng là vấn đề mà chu kỳ kinh nguyệt là sẽ có liên quan đến trực tiếp đến lượng đường trong máu. Ở một số phụ nữ á, họ khi bị tiểu đường, mà đây là nói mình nói là những phụ nữ này là đang trong độ tuổi sinh đẻ, có nghĩa là vẫn còn cái chu kỳ kinh nguyệt, thì rất là nhiều người họ thấy rất là rõ là vài ba ngày trước hoặc là trong quá trình trong chu kỳ hoặc là vài ba ngày sau chu kỳ, thì trước, trong và sau chu kỳ là họ thấy cái lượng đường trong máu họ có cao hơn là thời gian trước đó. Lý do là vì trong cái thời điểm đó là có cái hormone, đó một loại hormone sinh dục á, gọi là hormone estrogen, là nó tăng cao. Và hormone estrogen khi nó tăng cao trong cơ thể là nó gây ra cái sự đề kháng insulin, từ đó nó làm cho đường huyết nó tăng hơn bình thường. Và đối còn trong cái trường hợp mà tiền chu kỳ hoặc là cái giai đoạn mà quanh cái thời điểm rụng trứng thì nó lại gia tăng cái hormone và progesterone, mục đích là để làm dày cái thành tử cung lên để chuẩn bị đón trứng vào làm tổ sau khi thụ thai. Thì trong cái trường hợp này thì cái hormone progesterone nó sẽ làm cho bệnh nhân thấy cảm giác thèm ăn, thèm đồ ngọt, thèm ăn chất béo. Thì tất cả những thứ đó khi ăn vào thì nó sẽ làm gia tăng lượng đường một cách rõ rệt. Thì để kiểm soát cái tình trạng mà gia tăng đường huyết này dưới cái tác dụng của các hormone như vậy, thì để kiểm soát tốt nhất á, thì mình phải nên lập, mình phải thiết lập biểu đồ để mình theo dõi. Và đặc biệt là có thể trong 2-3 tháng kế tiếp nhau, từ đó mình mới rút ra được một cái quy luật. Khi mà mình rút ra được cái quy luật là nó sẽ tăng trong cái giai đoạn nào, nó tăng hàm lượng lên bao nhiêu, nó tăng bao nhiêu chấm, rồi ăn uống này nọ như thế nào, nó liên quan như thế nào, thì mình sẽ trao đổi với cái bác sĩ chuyên khoa, cái người mà theo dõi điều trị cho mình đó. Thì từ đó cả hai cùng đưa ra một cái chiến lược là như vậy thì mình cần phải những cái giai đoạn lúc đó nè, thì bác sĩ sẽ cho tăng thêm thuốc thêm là bao nhiêu, hàm lượng bao nhiêu. Đặc biệt là đối với những bệnh nhân mà chích insulin thì nó rất rõ ràng là liều lượng sẽ tăng thêm mấy đơn vị chẳng hạn. Thưa bác sĩ, với vấn đề mà chăm sóc sức khỏe cho bệnh nhân tiểu đường là phụ nữ thì có vấn đề gì đặc biệt quan tâm không ạ? Đối với bệnh nhân mà phụ nữ mà bị đái tháo đường thì ngoài cái vấn đề mà liên quan đến chu kỳ kinh nguyệt thì họ còn phải vấp phải một số cái tình trạng mà như thế này. Đó là thứ nhất, đó là cái tình trạng mà dùng thuốc tránh thai. Tại vì trong cái cuộc sống, trong cái đời sống hoạt động tình dục này thì không có những cái chuyện đó. Thứ nhất là thuốc tránh thai. Thứ hai là cái thời điểm mãn kinh là họ cũng phải bị. Và thứ ba đó là đời sống, cái sinh hoạt tình dục. Thì riêng cái vấn đề thứ nhất, dùng thuốc tránh thai chẳng hạn, thì các cái thuốc tránh thai mình dùng hàng ngày á, thì bản chất của nó cũng chính là hai cái loại hormone mà hồi nãy Long vừa đề cập tới, đó là cái progesterone và estrogen mà thôi. Thì rõ ràng là cũng giống như mình mới giải thích đó, thì chắc chắn là khi dùng thuốc tránh thai hàng ngày như vậy thì lượng đường trong máu nó sẽ tăng cao hơn bình thường. Và cái cách để mình quản lý, để mình kiểm soát nó tốt nhất thì cũng bằng cách lập biểu đồ để mình theo dõi. Có nghĩa là mình gia tăng cái tần suất mà mình làm các cái xét nghiệm đường huyết, tức là mình làm dày hơn để mà mình theo dõi nó càng chặt chẽ. Cái vấn đề thứ hai mà phụ nữ gặp đó là cái thời kỳ mãn kinh. Thì thời kỳ mãn kinh là dần dần cơ thể nó bắt đầu nó giảm sản xuất cái estrogen và giảm sản xuất progesterone, dần dần để cho tới lúc mà nó hoàn toàn không sản xuất nữa thì bệnh nhân sẽ tắc kinh hoàn toàn, có nghĩa là mãn kinh tròn vẹn. Thì trong giai đoạn đó, trước và sau, nó rất có biến động về cái thay đổi lượng đường trong máu. Thì cũng để kiểm soát cái vấn đề thay đổi lượng đường trong máu này như thế nào một cách rõ ràng nhất, thì bệnh nhân lúc đó cũng phải làm xét nghiệm thường xuyên, thường xuyên hơn, để mà rút ra quy luật, để mà trao đổi với bác sĩ để điều chỉnh. Vấn đề thứ ba là vấn đề cuối cùng. Thì trong cái vấn đề mà hoạt động tình dục ở nữ giới bị đái tháo đường, thì vốn bệnh nhân đái tháo đường là có những cái biến chứng mạn tính về mạch máu thần kinh, cho nên cái vấn đề mà tiết dịch bôi trơn của nơi chỗ âm đạo
nó sẽ giảm tiết đi, và từ đó nó gây khô âm đạo, và như vậy thì nó sẽ làm cho bệnh nhân sẽ cảm thấy lãnh cảm và gây đau khi quan hệ, làm cho rất là khó chịu trong trong cái độ tuổi này. Và ngoài ra thì khi giảm cái sản xuất estrogen và cái progesterone ở những bệnh nhân đái tháo đường như vậy, nó cũng làm giảm cái ham muốn tình dục. Thêm nữa là các cái biến chứng mạn tính về mạch máu thần kinh thì nó sẽ làm cho cái hồi nãy đã đề cập tới cái vấn đề này rồi, có nghĩa là nó sẽ gia tăng cái tình trạng mà bị khô âm đạo nè, và trên cái nền đó nước tiểu thì dễ xuất hiện đường trong nước tiểu, từ đó nó dễ gây cái tình trạng nhiễm nấm. Ví dụ như nhiễm nấm âm đạo thì mình bắt buộc là mình phải dùng một cái các loại kháng nấm mà mình bôi rồi, hoặc là những cái nhiễm trùng đường tiểu kéo dài, viêm bàng quang dai dẳng, thì làm sao bệnh nhân còn đâu nữa cái cảm xúc tình dục để mà ấy nữa. Cho nên là trong đối với những phụ nữ mà đã bị như thế thì vấn đề kiểm soát cái lượng đường huyết một cách chặt chẽ để tránh những cái đó, tránh những cái biến chứng tại cái cơ quan sinh dục của mình, thì sẽ có giúp chị em có cái đời sống tình dục một cách phong phú và nó tốt hơn. Vâng, xin cảm ơn bác sĩ vì những thông tin bổ ích xoay quanh bệnh tiểu đường, và cảm ơn bác sĩ đã cộng tác với chuyên mục Sức khỏe cho mọi người hôm nay. Cảm ơn chị Hương Hoa. Cảm ơn quý vị khán thính giả đã xem lại.